Xin chào các bạn, mình là Hanbi của MV Review. Hôm nay sau MV chúng ta sẽ có một nhân vật đặc biệt hơn mỗi khi một tí. Hôm nay chúng ta sẽ có bài review về mẫu figure của một nhân vật xuất hiện trong series phim Kamen Rider Drive. Đây là SH figure. Dead Heat. Nhưng mà khi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lãm nhảm về thông tin tiểu sử của nhân vật này. Cho nên là nếu như bạn nào không muốn nghe thì có thể skip tới khoảng thời gian này để bắt đầu vào review luôn. Ai muốn nghe thì mình nói trước là nó có hơi dài đó. Kamen Rider Drive là một series khá là thành công cả về mặt thiết kế lẫn về mặt nội dung. Với cái concept là lấy Rider đầu tiên lái xe ô tô thay vì là lái xe máy như các cái Rider đời trước. Quả này hình như là do Toei hốt có hơi bị đủ từ thằng Gaim cho nên là chơi luôn cả con xế hộp như thế này. Là Kamen Rider thứ hai được debut trong series phim, mang danh là một hệ thống tiên tiến hơn Drive. Nhưng mà ngoài 5 tập đầu được debut ra thì càng về sau anh càng ngậm hành. Đặc biệt là hành càng nặng hơn khi mà anh cứ có cái bệnh đánh lẻ với lại bên phản diện. Nhưng mà thôi bỏ qua vụ đó, đối với mình thì mình có thể nói là Mahak là một nhân vật mà mình có ấn tượng sâu sắc nhất trong cả series. Vì diễn biến tâm trạng, diễn biến nội tâm của nhân vật này được thể hiện dàn trải từ lúc vừa debut cho tới lúc kết thúc phim. Từ một người mà mình ban đầu nghĩ là một thanh niên trẩu muốn phô diễn tài năng của mình, trở thành một nhân vật mà nó có cái số phận gọi là bi thảm nhất của cái phim luôn á. Đặc biệt là thêm vào cái tài năng diễn xuất của Inaba Yu, tạo nên một nhân vật mà mình phải nói là Kamen Rider mà chỉ cho thiếu nhi xem thì nó có hơi thiệt thòi cho tài năng diễn xuất của nhân vật này. Giờ chúng ta đến với con SF. Dead Heat là phiên bản nâng cấp đầu tiên và gần như là cuối cùng của Mahat. Cái này là mình không tính thằng Mahat Chaser, tại vì mình không nghĩ là đổi màu sơn nó gọi là nâng cấp. ICV mình chắc cũng biết là Dead Heat là một phiên bản nâng cấp dành cho cả Drive và Mahat. Thì cái phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản của Mahat. Và nếu như mình không lầm thì con Mahat Dead Heat này là hàng Limited. Vì con Drive Dead Heat là phiên bản bán bình thường, bán đại trà. Và con này với con đó giống nhau cả 80%. Box art của con Mahat là mình mua là được làm theo kiểu bay màu cổ điển của Bandai, cho nên là mình nghĩ là nó là limited. Điểm sơ qua những chỗ khác biệt, chúng ta có đầu tiên là tiền. Hai con này giá nó không có giống nhau, cho nên mình nghĩ là hình như vụ limited là đúng rồi. Con Drive Dead Heat các bạn bè tiền bây giờ có cỡ là 600k là mua được rồi. Còn con mình đang mua là 980k. Quả này mình thực sự không biết là mình lời hay là mình lỗ, nhưng mà thôi kệ. Tiếp theo là cái đầu, quả đầu này nó thực sự gọi là thú vị lắm, mình để lát mình kể cho các bạn sau. Cổ tay trái không có bracelet để gắn shift car, và cuối cùng là cái driver. Ngoài ra thì trong phiên bản Dead Heat này các bạn còn được cho một cây Zenrin shooter của Mahat. Còn lại thì body scope, bàn tay và cái bánh xe lúc overheat là giống y chang như con kia. Các bạn muốn thay bàn tay thì đơn giản là bứt bàn tay cũ ra và thay bàn tay mới vào. Cây Zenrin Shooter thì có thể dùng được cái bàn tay này để cầm. Đặc biệt hơn nữa là các bạn có thể lấy chiếc Shift Car Dead Heat từ cái belt ra để gắn vào làm finish move. Cái bánh xe overheat thì cũng như các bao cái bánh xe khác. Tháo cái cúc này ra là các bạn có thể thoải mái lấy bánh xe ra và thay bánh xe khác vào. Tờ hướng dẫn làm khá là tốt nhiệm vụ của nó. Giờ là phần biến đổi cơ động, phần mà mình nghĩ là tệ nhất của con SRF này. Đầu tiên các bạn có cổ là một khớp gập và phần nối đầu với cổ là một chốt cầu như thế này. Nhìn khớp như thế này chắc các bạn nghĩ là biến đổi cơ động nó ngon lắm. Nhưng mà sự thật mất lòng, mình không biết bên thiết kế suy nghĩ kiểu gì mà lại cho cái cánh chắn gió của bên Drive xuống dưới làm cầm cho cái đầu của thằng Mahat này. Chung quy là quay qua bên phải thì khá là ok, còn quay qua bên trái thì là hưởng đủ với lại cái bánh xe. Nhìn lên là như đây và nhìn xuống thì gọi là bất khả thi, vì một lần nữa lại do cái cầm U-line của thằng Drive này. Vai có thể kéo ra như thế này và bên trong là một khớp cầu. Giáp vai có thể nhích ra được một tí như thế này và cũng là một khớp cầu. Vai trái là một chốt xoay như thế này. Cánh tay để ra ngoài, bắp tay xoay và gập trên hai khớp. Cổ tay có thể đẩy lên đẩy xuống và các bạn có thể xoay chốt để đẩy qua trái qua phải. Thân trang có khớp gập và bụng có khớp cầu, gập bụng được như đây và ngã lưng được như đây. Driver được làm tách rời và tất nhiên là cái cần gạt này nó hoạt động được. Chân đá nó khá là cao, về phía sau thì khá là vừa phải. Sọt rất là ok, bắp chân xoay, chân gập trên hai khớp. Cổ chân là một chốt xoay và một chốt gập, bàn chân là một chốt gập. Mũi chân có thể bẻ lên.
Chung quy là mình mua xong con SHF này rồi mới biết là ông Stuart Actor đóng trong phim mặc bộ đồ này thì nó khổ tới chừng nào. Đánh giá cuối cùng thì vì đây là lần đầu chơi thể loại figure này của mình cho nên là mình không nghĩ là con này tệ cho lắm. Một phần là do mình là fanboy của anh Mahat này nữa cho nên là nêu ra điểm xấu thì mình vẫn làm, nhưng mà mình thực sự nó không, mình không muốn che con này cho nên là mình sẽ để quyền đánh giá lại cho các bạn tự xem xét. Đó là tất cả những cảm nhận của mình về mẫu SH Figure Kamen Rider Deathheat Mahat này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào bài review sau.